27. 10 bậc nhận biết trong thiền tông. Bậc 1. Người nào nghe nói tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó không dám ngó, không dám nhìn, cũng không muốn nghe, trề môi, nhún vai, cho việc trở về Phật tánh là chuyện hoang đường. Đức Phật dạy, người này kiến chấp đoạn, vô minh che phủ dày đặc, khó trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Đối với người này, Đức Phật ví như con rùa mù đang ở giữa biển Thái Bình Dương, muốn tìm về bọng cây ở tận trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn vậy. Bậc 2. Người nào nghe nói tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cho là viễn vong. Con người khi chết đi sẽ quanh quẩn với con cháu ở nơi mồ mả, sau này sẽ đầu thai lại làm người, chứ không đầu thai vào thứ gì khác. Đức Phật dạy, người này kiến chấp thường, vô minh cũng quá nhiều, khó trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Đối với sự trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh của người này, Đức Phật ví như con rùa mù đang ở giữa biển Đại Tây Dương, muốn tìm bọng cây ở tận trên đỉnh núi cao nhất giữa châu Âu vậy. Bậc 3. Người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng nghe, cũng tìm, đọc được vài trang sách, không màng đọc nữa. Người này thích đề cao ông này, bà kia, thích tôn sùng người khác. Đặc biệt, người này thích những chuyện linh thiêng, những chuyện huyền bí. Người này là tuyên truyền viên đắc lực cho Atula. Đối với sự trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh của người này, Đức Phật dạy, người này như là con rùa mù đang ở giữa biển Ấn Độ Dương, muốn tìm bọng cây trên núi cao của châu Phi vậy. Bậc 4. Người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó đọc được vài trang sách, không thích đọc nữa, thích giảng giải những gì tự mình suy luận ra, không thích tìm hiểu chỗ sâu màu của Đức Phật dạy, hay hướng dẫn người chung quanh nghe theo cái suy nghĩ của chính mình. Đức Phật dạy, người này là lính của ma vương, muốn trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình, phải trải qua vô số A Tăng kỳ kiếp. Bậc 5. Người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng đọc nhưng bị nhức đầu, chóng mặt, không chịu nổi. Vì sao có tình trạng này? Đức Phật dạy, người này là đệ tử của Atula hoặc Quỷ Vương. Sở dĩ có tình trạng nêu trên là vì có hai lý do như sau. Thứ nhất, tuy Đức Phật đã diệt độ trên 2.550 năm rồi, nhưng khối điện từ quang mà Đức Phật sử dụng trong lực định thanh tịnh thiền vẫn còn bao trùm trên hành tinh này. Vì vậy, vị nào viết ra sách thiền tông học mà thật đúng thì sách đó tự nhiên được dung nạp một phần điện từ quang của Đức Phật sử dụng để đưa Ngài Xá Lợi Phất rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Diệu lực của điện từ quang như sau. 1. Người nào muốn hiểu căn bản đạo Phật được giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Người nào muốn thông rõ hết lời Đức Phật dạy sẽ đạt được bí mật thiền tông nói trên. Do đó, người nào trong thân và tâm vật lý của họ bị âm nhiều, tức thích thần, thánh, ma, quỷ nên không thể nào chịu nổi. 3. Vị nào muốn giải thoát sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh giống như Ngài Xá Lợi Phất, tức được về quê xưa của mình. Xin nói rõ thêm về điện từ quang này. Là loại điện từ rất kỵ với những mê tín dị đoan. Do đó, ai tích thần, thánh, ma, quỷ không thể nào tiếp cận sách viết về thiền tông học được. Do vậy, các người nói trên khi đọc sách viết về thiền tông học này, họ bị điện từ quang trong sách đẩy ra. Thứ hai, Atula hoặc Quỷ Vương không chấp nhận cho đệ tử mình đọc sách về thiền tông học. Đa số người chịu đọc sách thiền tông, họ dễ dàng nhận ra Phật tánh của chính họ.
Nếu may mắn hơn, người đó sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đương nhiên, phải từ bỏ Atula hoặc Quỷ Vương. Thì các vị này mất đệ tử trung thành, chẳng những mất đi các đệ tử rất trung thành mà còn mất đi rất nhiều đứa con, đứa cháu trung thành nữa. Vì vậy, các người là đệ tử của họ không thể nào gần gũi với sách viết về thiền tông học này, chứ đừng nói chi là đọc. Để kiểm chứng phần này, ai đưa cho những vị thầy bùa, thầy ngải, thầy bói hoặc các thầy có nhờ ông này bà nọ, bất cứ dưới hình thức màu áo nào, nhờ họ đọc và giải thích ý nghĩa các quyển sách viết về thiền tông học, họ không dám đọc. Nếu cố nài nỉ họ đọc không quá 10 trang sách, tức thì những hiện tượng như nói trên sẽ xảy ra, họ không thể nào chịu nổi. Bậc 6, người nào tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng đọc, nhưng đọc không nhiều, họ liền có ý nghĩ, ta là bậc học cao hiểu rộng, là bậc trưởng thượng, không ai bằng, người này chấp ngã quá lớn. Đức Phật dạy, người này muốn trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình, người đó phải trải qua luân hồi vô số kiếp như cát sông Hằng mới về được. Bậc 7, người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, vừa nhìn được sách viết về thiền tông học, họ đọc hết sức chăm chỉ, tìm hiểu rõ ràng, người này đã bước vào con đường thiền tông học được bất thối rồi vậy. Bậc 8, người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, họ đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thấy chán và nghe lòng mình rất vui, người này đã vào được sân thiền tông rồi vậy. Bậc 9, người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, họ đọc rất chậm rãi, bỗng nhiên xúc động, tự nhiên rơi lệ, người này đã mở được cửa nhà thiền tông rồi vậy. Bậc 10, người nào nghe tu theo thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó đọc sách, tự nhiên nghe lòng rất mừng vui, còn nước mắt tự nhiên tuôn trào ra, có lời thốt lên. À, chỉ có pháp môn thiền tông học mới giác ngộ và giải thoát được, còn các pháp môn khác chỉ là đi theo 6 nẻo luân hồi thôi. Người đó chắc chắn sẽ nhận được rõ ràng Phật tánh thanh tịnh của chính mình trong thời gian ngắn. Vì sao thiền tông có 10 tầng bậc như vậy? Xin thưa, Đức Phật đã nói đi nói lại nhiều lần trong các kinh Đại Thừa, ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành. Khi vị nào đọc sách thiền tông mà được hút vào, thì chắc chắn vị đó nhận được lời dạy của Đức Phật nêu trên. 28. Tranh luận. Thầy Thích Tê sinh năm 1944 là viện chủ chùa B thuộc tỉnh Bình Dương, có tranh luận với trưởng ban như sau. Thầy hỏi, thiền Nguyên Thủy và thiền tông, thiền nào cao hơn? Trưởng ban hỏi lại thầy Thích Tê, ý thầy muốn hỏi thiền Nguyên Thủy là thiền nào? Thiền Đức Phật dạy ban đầu để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, hay là thiền quán, tưởng, cầu, mong? Thầy Thích Tê trả lời, là thiền ban đầu Đức Phật dạy để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như đó. Trưởng ban hỏi, vậy xin thầy nói lại lời dạy của Đức Phật để những người có mặt nơi đây nghe xem, coi pháp môn thiền tông và lời dạy ban đầu của Đức Phật, coi pháp môn nào cao hơn? Thầy Thích Tê trả lời, Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như ngồi thiền quán vật nhỏ ra lớn đó. Bất ngờ, bác sĩ Lê Long Đỉnh đang ngồi nghe đứng lên xin tham gia. Pháp môn thầy vừa trình bày là pháp môn Nguyên Thủy, chứ không phải pháp môn Đức Phật dạy ban đầu để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như. Thầy Thích Tê cãi lại, ban đầu với Nguyên Thủy có gì khác nhau? Bác sĩ Lê Long Đỉnh nói, lời Đức Phật dạy ban đầu là chỉ để độ có 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Đức Phật. Đức Phật dạy pháp môn này chỉ có 3 ngày
mà chính vị này đã nhận ra Phật tánh của các ngài. Còn thầy nói thiền quán là pháp môn đầu tiên Như Lai dạy cho tất cả đại chúng suốt 15 năm đầu. Ai tu pháp môn thiền này là dụng công sử dụng tâm vật lý để tu, để chuyển vật chất từ một số ít ra nhiều hay trùm khắp. Bác sĩ Lê Long Đỉnh lại nói tiếp: chúng tôi có đến chùa thầy nhiều lần rồi. Chùa thầy là xây theo hình tháp của phái Nguyên Thủy, cũng gọi là Nam Truyền, tức Tiểu Thừa. Mục đích chính của phái Nguyên Thủy: 1. Thở Đức Phật tọa thiền. 2. Hình ảnh của Đức Phật dạy năm anh em ông Kiều Trần Như. 3. Thờ các xá lợi của Đức Phật như xá lợi tóc, xá lợi não, xá lợi máu, xá lợi xương, xá lợi tủy, xá lợi da, vân vân. Cách thờ trong chùa của thầy mà thầy còn chưa biết thì thử hỏi các pháp môn cao của Đức Phật dạy thì thầy làm sao biết được. Vậy mà hôm nay thầy hỏi pháp môn Nguyên Thủy cao hay là pháp môn Thiền Tông cao? Bác sĩ Lê Long Đỉnh lại nói nữa: nội xá lợi Phật và các pháp môn Đức Phật dạy thầy còn chưa nắm vững mà đi tranh luận với người khác. Trưởng ban ngắt lời bác sĩ Lê Long Đỉnh: này bác sĩ Lê Long Đỉnh, việc vấn đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi đứng ra tổ chức là để giúp cho những ai muốn giác ngộ, giải thoát, biết để tu. Hôm nay thầy Thích Tê hỏi pháp môn Nguyên Thủy cao hay Thiền Tông cao, chúng tôi xin trả lời như sau: nếu tu muốn đi luân hồi thì pháp môn Nguyên Thủy là cao nhất, còn pháp môn Thiền Tông không thấp cũng không cao gì cả, mà người tu theo pháp môn Thiền Tông học này là để trở về quê hương chân thật của chính mình, nơi quê hương này không có thấp hay cao gì cả. Thầy Thích Tê và bác sĩ Lê Long Đỉnh nghe trưởng ban giải thích pháp môn Thiền Tông học không cao không thấp, nên thầy Thích Tê có lời nói như sau: chúng tôi xin cảm ơn trưởng ban, vừa nghe trưởng ban giải thích pháp môn Thiền Tông không phải để đi tranh luận với các pháp môn khác, mà chỉ để giúp cho những ai muốn tu giác ngộ và giải thoát biết thôi. Thầy Thích Tê nói với bác sĩ Lê Long Đỉnh: nhờ bác sĩ nói chỉ mấy câu mà chúng tôi mới thấy lòng cố chấp và ganh tị của mình lộ ra. Xin cảm ơn bác sĩ. 29. Quyết chí đốn ngã trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu gồm 4 vị. Vị thứ nhất, tiến sĩ vật lý Lương Quốc Cang, sinh năm 1943 tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cư ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi 2 câu như sau. 1. Thầy tôi là... dạy pháp môn Thiền Tông có bài bản rõ ràng, người ngồi thiền nhập định và nhận ra được ý sâu màu của pháp môn Thiền Tông học này, tức có nguồn gốc của nó rõ ràng. Còn trưởng ban ở đây dạy pháp môn Thiền Tông học này, trưởng ban tu và học với ai xin cho biết. 2. Nguyên tắc tu theo đạo Phật, nếu vị nào giác ngộ được đạo, phải tập trung đông người lại để nói cho nhiều người cùng biết. Cớ sao trưởng ban chỉ tiếp xúc rất hạn chế? Có phải trưởng ban sợ người hiểu Thiền Tông học đến vạch trần lừa phỉnh của trưởng ban không? 2 câu hỏi của tiến sĩ vật lý Lương Quốc Cang làm những người có mặt ai ai cũng lo cho vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu khó trả lời trôi được. Vậy chúng ta hãy nghe trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời trôi 2 câu hỏi này không? Trưởng ban trả lời: câu 1, có lẽ tiến sĩ chưa đọc kỹ những lời viết trong sách của tác giả Nguyễn Nhân. Xin tiến sĩ về đọc kỹ lại, tự nhiên tiến sĩ sẽ biết chúng tôi nói pháp môn Thiền Tông học này do đâu mà chúng tôi biết. Xin nói rõ cho tiến sĩ hiểu, pháp môn Thiền Tông học này có nguồn gốc rất rõ ràng, chứ không phải không có nguồn gốc. Câu 2, chúng tôi biết thầy của tiến sĩ dạy pháp môn Thiền Tông học này, rất nhiều người đến nghe, nhưng tất cả những người đến nghe chỉ nghe xong rồi ra về, chưa ai giác ngộ lời Đức Phật dạy cả. Vì sao các vị ấy không giác ngộ? Vì họ không biết Thiền Tông học là gì và tu làm sao.
những người đến nghe này, họ có hai cái lỗi. Một, nghe vị thầy nào có tiếng, họ tìm đến để nghe, để khoe mình được tiếp xúc với vị thầy ấy. Hai, không chịu tìm hiểu tu gì giải thoát, tu gì còn luân hồi. Vì hai lý do nêu trên, những người tu theo đạo Phật một thời gian dài, chỉ hai chữ giác ngộ mà còn chưa biết, thì làm sao hiểu ẩn ý sâu màu của Đức Phật dạy được. Còn tiến sĩ nói chúng tôi lừa người, câu này tiến sĩ đã sử dụng sai dấu rồi, mà tiến sĩ phải nói là chúng tôi lừa người mới phải. Vì sao? Vì pháp môn thiền tông học là pháp môn cực dương, tức giúp cho những ai thực hiện kiên trì sẽ được giải thoát, nên không tập trung đông người được. Nếu chúng tôi tập trung đông người lại là chúng tôi có ý muốn cho họ cúng tiền, đồng nghĩa chúng tôi lừa người để kiếm tiền. Chúng tôi xin tặng tiến sĩ bốn câu kệ mà Đức Phật dạy trong huyền ký của Ngài như sau. Tu thiền quán tưởng hay cầu, khi được thành tựu chôn sâu xuống mồ, thấy tiền mà cố nhận vô thật nhiều là đồ ham mê. Tiến sĩ Lương Quốc Cang nghe một loạt trả lời và bốn câu kệ của trưởng ban, tiến sĩ có lời hối lỗi như sau. Ban đầu, chúng tôi dùng cái đầu vật lý của mình để đánh giá trưởng ban. Nay chúng tôi nghe trưởng ban trả lời thật là thuận lý. Vậy, chúng tôi hối lỗi, trưởng ban bỏ qua cho, xin thành thật cảm ơn. Vị thứ hai, bác sĩ Đào Trọng Phan, sinh năm 1958, tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ tại thành phố Sydney, nước Australia, có công kích như sau. Thầy chúng tôi dạy tu xuất hồn ra khỏi thân tứ đại này để hòa nhập vào Phật quốc. Cứ tập thuần thục được như vậy, khi bỏ xác thân mới vào cõi Phật được. Ở đây, trưởng ban chỉ dạy tu cứ để tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh rồi, tâm nó sẽ đi đâu? Có phải trưởng ban lừa người nên dạy pháp môn này chăng? Cũng lại một câu hỏi công kích nữa. Vậy xin quý vị hãy nghe trả lời của trưởng ban như thế nào. Trưởng ban trả lời: chúng tôi vừa nghe bác sĩ đưa ra pháp môn tu xuất hồn là chúng tôi biết đó là ai dạy rồi. Chúng tôi xin nói thẳng về pháp môn này cho bác sĩ biết. Trước năm 1975, vị này dạy tu xuất hồn ở tại nhà số 3 chấm đường Nguyễn Biểu, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sau năm 1975, vị này sang nước Úc sinh sống. Trưởng ban lại hỏi bác sĩ Đào Trọng Phan, theo như lời bác sĩ nói, người tu theo pháp môn xuất hồn để vào sống nơi Phật quốc. Vậy Phật quốc ở đâu? Trưởng ban nói tiếp, hiện bác sĩ ở nước Úc, muốn về Việt Nam mua vé máy bay đi thì dễ rồi. Còn khi bác sĩ chết, nếu may mắn còn làm được trung ấm thân thì di chuyển về Việt Nam cũng dễ. Còn Phật quốc của Đức Phật A-di-đà đi, cách địa cầu này đến 84.000 ức cõi, tức 84.000 tỷ hành tinh có sự sống. Bác sĩ có biết đường đi không? Chỉ có mấy nước gần Việt Nam nhất, khi đi qua đó, nếu không biết tiếng cũng không ở nước đó được. Còn nước của Đức Phật A-di-đà, không biết Ngài sử dụng tiếng gì mà bác sĩ đòi qua nước đó. Nếu bác sĩ biết tiếng của Ngài đi nữa, thì Ngài sẽ phân công cho bác sĩ làm việc, chớ trên đời này không ai ăn no mà ở không được, trừ mấy người bệnh hay già đi không nổi. Trưởng ban nói tiếp, nếu bác sĩ đến được Phật quốc rồi, bác sĩ muốn làm việc gì? Chẳng lẽ bác sĩ qua đó ăn no rồi ở không thì không thể được. Vì sao không thể được? Vì trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy những người ở nước cực lạc phải làm như sau. Sáng ra đi cúng các tầng Phật xưa, tức ngày nào cũng vậy, sáng ra là phải đi cúng dường các vị Phật trước. Giống như hiện tại ở thế giới này, sáng nào cũng phải lên chùa cúng Phật vậy. Trưởng ban nói rõ pháp môn niệm Phật có hai ngã. Một,
Ngã một là tu tịnh độ, tức đến cõi thanh tịnh để được giải thoát. Hai, ngã hai là tu cầu mong Đức Phật A-di-đà đến trước, về nước Ngài ở để làm những công việc mà trong kinh Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang đã dạy rất rõ, tức còn làm việc nơi cõi hữu sắc. Trưởng ban hỏi bác sĩ Đào Trọng Phan, mục đích của bác sĩ tu theo đạo Phật để tìm cái gì? Bác sĩ Đào Trọng Phan trả lời, tu theo đạo Phật là để giải thoát. Trưởng ban hỏi, tu làm sao để được giải thoát? Bác sĩ ngồi suy nghĩ một hồi lâu mà không trả lời, nên trưởng ban nói, chỉ chữ giải thoát mà bác sĩ không trả lời được mà muốn đến đây định đốn ngã chúng tôi sao? Bác sĩ Đào Trọng Phan hết sức hổ thẹn và xin lỗi trưởng ban. Vị thứ ba, kỹ sư Triệu Mạnh Trung, sinh năm 1952 tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cư ngụ tại thành phố Lai, nước Pháp, có bắt bẻ như sau. Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ tất cả các pháp môn tu của Đức Phật dạy, nhưng tất cả trong các kinh, chúng tôi không thấy có kinh nào dạy pháp môn thiền tông học này. Vậy trưởng ban lấy chứng cứ trong kinh nào mà dạy pháp môn tu thiền tông học này? Có phải trưởng ban muốn lừa người chăng? Trưởng ban trả lời, kính thưa kỹ sư Triệu Mạnh Trung, kỹ sư có đọc trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật không? Kỹ sư Triệu Mạnh Trung trả lời, chúng tôi có đọc và có nghe. Trưởng ban hỏi, vậy xin kỹ sư giải thích dùm chúng tôi ý nghĩa câu này như thế nào? Kỹ sư Triệu Mạnh Trung ngồi trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời, nên vị trưởng ban nói, chính câu này Đức Phật tuyên dạy pháp môn thiền tông học đó. Trưởng ban giải thích luôn, Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật, nếu giải thích thông thường như người ở thế giới này là như sau. Thưa quý vị, hôm nay tại hội núi Linh Sơn này, Như Lai tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền là để giúp cho những vị có mặt nơi pháp hội này, ai muốn thành Phật thì phải nghe cho thật rõ lời dạy của Như Lai. Vì sao quý vị phải nghe thật rõ như vậy? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này có bốn cái đặc điểm như sau. 1. Phá sạch những mê lầm trong vật lý. 2. Quét sạch những chuyện huyền bí linh thiêng. 3. Dẹp bỏ tất cả những pháp môn mà từ trước đến nay Như Lai đã dạy. 4. Vị nào muốn thành Phật hãy ở lại nghe, còn vị nào sợ thành Phật hãy rời núi Linh Sơn này. Vì sao Như Lai nói bốn ý trên? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này là pháp môn dạy cho quý ông bà từ một người là phàm phu để trở thành một vị Phật, nên Như Lai mới dạy câu Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật. Tức Như Lai tuyên dạy pháp môn này để giúp cho quý ông bà được thành Phật. Đức Phật vừa nói dứt bốn câu trên, tại hội của Ngài có trên 7.000 người, tức khắc liền bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn vỏn vẹn có 1.250 vị thôi. Bốn câu Đức Phật tuyên dạy pháp môn thanh tịnh thiền nói trên là chúng tôi chứng minh cho kỹ sư biết sự khởi đầu của pháp môn thiền tông học này đó, chứ chúng tôi không phải lừa người để kiếm tiền. Trưởng ban lại nói tiếp, chúng tôi xin nói thật rõ bốn điều mà chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi quy định. 1. Vị nào có thắc mắc về pháp môn thiền tông học này đến hỏi, chúng tôi xin tận tình chỉ cho là xong. 2. Chúng tôi không nhận của ai một đồng. 3. Vị nào nghe chúng tôi nói hay đọc sách mà hiểu pháp môn thiền tông học này, nếu muốn cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông, chúng tôi xin cấp không tốn một đồng nào. 4. Còn vị nào nghe chúng tôi giảng hay đọc sách mà hiểu tột cùng của pháp môn thiền tông học này, có làm kệ hoặc thơ nói đến chỗ đạt được thâm sâu của pháp môn này, nếu quý vị muốn chúng tôi cấp giấy chứng nhận đạt được bí mật thiền tông, chúng tôi sẽ cấp và làm lễ truyền thiền cho. Quý vị sẽ được cung cấp tất cả những pháp yếu mà Như Lai đã dạy nơi thế giới này. Chúng tôi xin lưu ý quý vị,
Tuy là một buổi lễ nhưng quý vị cũng không phải tốn một đồng nào. Kỹ sư Triệu Mạnh Trung nghe trưởng ban giải đáp câu đốn phá của mình, kỹ sư hết sức hổ thẹn và một lòng xin lỗi trưởng ban. Vị thứ tư, thầy Thích Thiện Chánh, sinh năm 1948 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cư ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, muốn đốn ngã trưởng ban bằng 5 câu hỏi gai góc như sau. Câu 1, pháp môn thiền tông này, trưởng ban giảng sao không giống những vị hòa thượng nổi tiếng đang giảng? Câu 2, tu thiền tông sao không được dụng công ngồi thiền, như vậy có làm sai lời Đức Phật dạy không? Câu 3, tất cả các chùa trong nước cũng như ngoài nước, những giảng sư đều nêu chỉ có 5 anh em ông Kiều Trần Như, sao ở đây trưởng ban nói là có đến 9 vị, như vậy chắc chắn phải sai? Câu 4, tất cả các chùa, chùa nào cũng tụng kinh, cầu an, cầu siêu, nhưng sao trưởng ban nói tu theo thiền tông không làm được các việc này? Câu 5, trong nước Việt Nam và các nước tu theo đạo Phật, vị nào tu thiền đều phải dụng công ngồi, sao trưởng ban lại bác bỏ việc dụng công ngồi? Chẳng lẽ các chùa trong nước và ngoài nước làm sai sao? Trên đây là 5 câu hỏi quá hay, quá bí hiểm và cũng rất thuận lý. Chúng tôi chờ nghe vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời ra sao. Trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời: Kính thưa thầy Thích Thiện Chánh, thật sự 5 câu hỏi của thầy làm chúng tôi điếc đầu chứ không phải thường. Vậy chúng tôi xin trả lời từng câu một như sau. Câu thứ nhất, pháp môn thiền tông học này đầu tiên Đức Phật dạy để độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Ngài bằng bài pháp Bụi Trần. 9 vị này đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông và đạt luôn được bí mật thiền tông. Nên 9 vị này giúp Đức Phật thành lập ra đạo giác ngộ, tức đạo hiểu biết tận cùng mọi sự, mọi vật. Sau này gọi là đạo Phật, tức đạo hiểu biết trùm khắp. Vì là đạo không sử dụng tâm vật lý để tu, nên khi Đức Phật tuyên dạy pháp môn này, nơi hội của Ngài có trên 7.000 người mà bỏ đi trên 5.000 người, chỉ còn lại có 1.250 người. Trong 1.250 vị này, chỉ có một vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Còn vài vị là đạt được bí mật thiền tông, mà ông Mahakajip là vị đầu tiên trình chỗ đạt được bí mật thiền tông của mình bằng đôi môi. Vì vậy, pháp môn thiền tông học này Đức Phật có dạy là pháp môn giáo ngoại biệt truyền, tức truyền đặc biệt cho vị nào nhận ra tánh chân thật của chính mình bằng các căn, mà phải nhận thật rõ ràng bằng ý thanh tịnh trong Phật tánh. Vì lý do này, dù là tiến sĩ giảng sư Phật học hay hòa thượng giảng thiền, nếu không biết lời của Đức Phật dạy pháp môn này, thì làm sao các vị ấy biết được mà dạy lại cho người khác? Câu thứ hai, Đức Phật dạy nơi thế giới này có tất cả là 6 pháp môn. 5 pháp môn đầu, Ngài dạy sử dụng tâm vật lý để tu. Sử dụng tâm vật lý tu là để chuyển vật chất hay tìm vật chất, hoặc tìm trong cái bóng ảo của vật chất, rồi đi lý luận trên trời dưới đất để kiếm tiền, tức ham mê và dính mắc với vật chất, thì làm sao giải thoát được? Còn pháp môn thứ 6 này, Ngài gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Ai tu theo pháp môn này là không sử dụng tâm vật lý để tu, mà chỉ cần để tâm vật lý mình tự nhiên thanh tịnh là phải. Đức Phật dạy như sau: Tánh Phật là tự nhiên thanh tịnh, rỗng lặng và hằng tri, luôn ở trong thanh tịnh, vì là thanh tịnh nên không bị luân hồi. Tánh người là luôn suy nghĩ mênh mông, vì là suy nghĩ nên phải đi theo chiều, thành, trụ, hoại, diệt, tức luân hồi. Đức Phật dạy pháp môn thiền tông này như sau: Khi tâm vật lý tự nhiên được thanh tịnh, thì những thứ vọng tưởng nó không phát ra. Vì vọng tưởng không phát ra, nên làn sóng điện từ âm dương luôn vận hành để bảo quản thân người. Vì không có vọng tưởng, nên không có gì để kéo.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của nó là duy trì cơ thể của mỗi chúng sanh, nên nó phải làm nhiệm vụ của nó thôi. Đức Phật lại dạy rõ, luân hồi của con người là do 16 thứ trong tánh người. Cái luân hồi mạnh nhất là do cái tưởng của con người. Khi cái tưởng dừng lại, thì tất cả 15 thứ kia cũng dừng theo. Tất cả đều dừng, làn sóng điện từ âm dương đâu có gì để kéo đi luân hồi nữa. Do vậy, Đức Phật dạy, thiền thanh là nhất tự thiền, buông, dừng, thôi, dứt, hết liền tử sanh. Tuy thiền chỉ có một chữ mà nó có hiệu lực cắt đứt gọn dây luân hồi. Sở dĩ loài người không sống được với tánh Phật của chính mình là vì bị 16 thứ trong tánh người bao phủ quá lâu, cộng với 84.000 những thứ ảo tưởng nữa. Do vậy khó có ai biết được tánh Phật của mình. Vì 16 thứ và 84.000 kia nên chúng ta thấy hiện nay người có đầu óc lanh lợi một chút bịa ra đủ thứ để lừa người khác. Người ngu khờ lại thích người khác lừa mình. Đã bị lừa mà còn đi khoe với người chung quanh mình là đệ tử của ông này bà kia, rồi rủ nhiều người ngu theo mình nữa. Trưởng ban nói rõ tu thiền tông không dụng công. Nhất tự thiền, cứ để tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh là phải. Còn khi ngồi dụng công để cho tâm vật lý được thanh tịnh, chẳng khác nào chúng ta ép cho nó thanh tịnh. Mình ép cho nó thanh tịnh thì bị cái lỗi như sau. Như mặt hồ nước, nó bị gió thổi nên gợn sóng. Muốn cho mặt hồ đừng gợn sóng thì đừng cho gió thổi vào, thì tự nhiên mặt hồ phẳng lặng. Nếu chúng ta đè cho mặt hồ phẳng lặng thì không thể được. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta bỏ đè ra thì mặt hồ lại gợn sóng lại. Vì nguyên lý này mà Đức Phật bảo người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền không được dụng công là như vậy. Câu thứ ba, về năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng tu với Đức Phật, Đức Phật có dạy như sau. Khi Như Lai muốn thành lập ra giáo đoàn đạo giác ngộ mà nay chúng ta gọi là đạo Phật, tức đạo hiểu biết trùm khắp, thì phải có đầy đủ 10 vị thì mới thành lập ra được. Theo sưu tầm và học hỏi của chúng tôi, sở dĩ quý thầy chỉ nói có 5 vị là vì quý thầy không biết được pháp môn thiền tông học này nên chỉ biết có 5 vị thôi. Nếu lỡ có vị thầy nào biết pháp môn thiền tông học này thì cũng không dám tu. Vì sao không dám tu? Vì pháp môn thiền tông học này là dẹp bỏ tất cả vật chất, mà người tu hiện nay 90% là tu để tìm vật chất thì làm sao dám tu? Chỉ đọc sách viết về thiền tông học mà còn không dám đọc, huống chi là tu. Câu thứ tư, câu hỏi này, thầy đã tu theo đạo Phật quá lâu mà thầy lại không biết. Chúng tôi đã sưu tầm trong tất cả các kinh mà Như Lai dạy nơi thế giới này. Chúng tôi không thấy Đức Phật dạy tu tụng, tu cầu hay tu xin, mà chúng tôi chỉ thấy Như Lai dạy có 6 pháp môn tu mà quý vị tổ sư Thiền Tông gọi là lục diệu pháp môn. Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhiệm vụ là nói rõ pháp môn thiền tông học này để giúp cho vị nào thật sự có đại duyên, đại phúc áp dụng tu. Còn tu tụng, tu cầu hay tu xin là của những vị thầy sau này giúp cho môn đồ của mình có phương tiện kiếm tiền sống. Vì sao là phương tiện? Một, tụng cho giỏi để nhiều người đến nghe, khen, họ cúng tiền. 2. Tụng cầu siêu, cầu an, cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, vân vân để có tiền. 3. Đi tụng đám để có tiền, vân vân. Câu thứ 5, ngày xưa đầu tiên Như Lai dạy tu có dụng công và được thành tựu tất cả, nhưng không pháp môn nào đưa người tu ra ngoài sự cuốn hút của vật lý nơi thế giới này được. Nên 4 năm sau cùng, Như Lai mới dạy pháp môn thanh tịnh thiền này để đưa người tu được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. 6 pháp môn Như Lai dạy có 2 nguyên lý tu như sau. 1. Tu mà sử dụng tâm vật lý dụng công tu
thì nó phải đi theo chiều thành, trụ, hoại, diệt, tức bị luân hồi. 2. Tu mà chỉ để tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh, tức không dụng công, nên những thứ của ý nằm trong tánh Phật hiện ra, sống được với các thứ ấy là không bị luân hồi. Nguyên lý này, người tu thanh tịnh thiền không được dụng công là như vậy. Còn các chùa hiện nay tu tụng, cầu vân vân là tu rất đúng với những vị thầy trụ trì chùa đó. Bốn vị hỏi nói trên đến chùa Thiền Tông Tân Diệu mục đích là hỏi những câu thật khó để đốn ngã trưởng ban. Không ngờ câu hỏi nào cũng được vị trưởng ban trả lời thông suốt hết. Các vị đành hối lỗi với trưởng ban và ra về. 30. Xin nhắc nhở người lớn tuổi. Thứ nhất, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, quý vị sẽ lìa bỏ tất cả để đi theo nghiệp quả của chính mình đã tạo ra. Quý vị biết rồi đó, Đức Phật dạy, một khi mất thân người rồi, khó trở lại làm người được. Hôm nay, quý vị may mắn đọc được quyển sách nhỏ này, những ngôn từ viết trong sách chúng tôi đã lấy từ trong cốt tủy thâm sâu của các kinh điển Đại Thừa như Kinh Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh, vân vân. Có thể nói, chúng tôi vắt lấy hết cốt tủy của các kinh cao quý mà Như Lai đã dạy trong suốt 49 năm. Đây cũng có thể nói sách này thuộc về hàng pháp bảo nếu chùa nào có. Còn ở trong nhà nào có, được gọi là có gia bảo. Sách tuyệt quý này, quý vị không tìm thấy bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Vì vậy, nếu quý vị may mắn có được, nên giữ gìn qua nhiều đời để làm lợi ích cho nhiều thế hệ sau. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị về các quyển sách viết về Thiền Tông học tuyệt quý này như sau. 1. Sách viết về Thiền Tông học này là chúng tôi sưu tầm, biên soạn và viết ra theo dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông mà Như Lai đã truyền riêng cho quý vị là Tổ sư Thiền Tông. Nên sách này được gọi là giáo ngoại biệt truyền, tức truyền ngoài kinh điển thông thường. Vì vậy, quý vị không tìm thấy bất cứ nơi đâu là vậy. 2. Ai có trung duyên, trung phúc sẽ giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông. 3. Ai có đại duyên, đại phúc sẽ đạt được bí mật Thiền Tông. 4. Ai có siêu đại duyên, siêu đại phúc sẽ được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Nếu quý vị không có duyên đọc các quyển sách viết về Thiền Tông học này, nên xếp lại và cất kỹ để lưu truyền lại cho con cháu. Biết đâu trong các hàng con cháu của quý vị có người nào lãnh hội được pháp môn Thiền Tông học này. Nếu trong dòng tộc của quý vị có ai lãnh hội được Thiền Tông học này, có nghĩa là gia tộc của quý vị nhận được lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhất nhân thành đạo cửu huyền thăng. Thành đạo theo Thiền Tông học là được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Khi người thân của quý vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh rồi, thì quý vị có công đức rất lớn đó. Nhờ công đức tích lũy này mà quý vị có cơ may đạt được bí mật Thiền Tông, hay ít ra cũng giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông, nhờ vậy mới giải thoát được, tức thăng lên được. 5. Tất cả sách viết về Thiền Tông học là chỉ thẳng đến tánh Phật của mỗi người, không phải thời nào cũng có người viết. Ai viết ra sách Thiền Tông học mà giải nghĩa thật rõ ràng, người đó mới đem lại sự lợi ích lớn cho người đọc được. Được gọi là đứa con chân chính của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. 31. Lợi ích. Thứ nhất, giúp cho những ai có duyên lớn trở về được nguồn cội của chính mình, hay nói cách khác là nhận ra Phật tánh của chính mình và sống với Phật tánh ấy, nên không còn bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi nữa. Trên đời này không có gì quý bằng. Thứ hai, giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy được nhiều người hiểu và biết thấu đến lý chân thật, tinh hoa đạo Phật
được phơi bày dưới ánh sáng ban ngày. Người có ý xấu hay chê bai lời Đức Phật dạy, không có lý do gì để chê. Thứ ba, các nhà trí thức trên thế giới, họ hiểu lời dạy của Đức Phật một cách tường tận, mạch lạc và khoa học, xóa đi những hiểu sai của họ đối với đạo Phật mà từ trước đến nay chưa có ai giải trình cặn kẽ cho họ biết. Thứ tư, người từ trước đến nay xem thường đạo Phật vì họ thấy đạo Phật làm những việc không đúng với khoa học. Ví dụ, sao ở trong vũ trụ bao la, mênh mông, không biết có liên quan gì đến con người không mà cũng đốt đèn, đốt nhang, cắm đầu lại, cầu xin, vân vân. Họ bảo những người ở miền núi làm như vậy thì được, vì họ kém học thức, không hiểu về khoa học nên họ làm như vậy. Còn những người ở thành thị làm những việc như vậy khó coi quá. Người ở thành thị có kiến thức cao, họ xem năm châu là một chợ, bốn biển là một nhà. Có nhiều người họ hiểu biết rất rõ các hành tinh xa xăm, dù ở cách xa hàng trăm, hàng ngàn năm ánh sáng. Đâu có hành tinh nào linh thiêng như trong sách cúng sao ghi đâu. Nay họ đọc được sách viết về thiền tông học của nhà Phật, họ mới nhận ra lời của Đức Phật dạy hết sức khoa học, thực tế, không chê vào đâu được. Họ khen đạo Phật giảng giải quá rõ ràng từ vạn vật hữu hình đến những vô hình, đưa con người từ mê lầm đến chỗ sáng suốt, giải bài hết sức khoa học. Khoa học hiện đại chưa giải thích nổi đến thức 7 và thức 8 của nhà Phật, chứ đừng nói chi đến chỗ thẩm sâu là tánh người hay tánh Phật. Còn đường giải thoát cực kỳ quá khó đối với người sống bị vật lý bao phủ. Vì họ không hiểu nên ai nói gì cũng nghe, vì không phân biệt được trúng trật nên họ tự nguyện làm tôi tớ cho người khôn lanh. Tuy họ là người khôn lanh nhưng lại không biết: một, tại sao gọi là tâm? Hai, tại sao gọi là tánh? Ba, còn giác là giác cái gì? Bốn, Phật là sao? Năm, tại sao bị luân hồi? Sáu, làm sao giải thoát? Vì không biết sáu thứ trên nên họ bịa ra nhiều thứ để lường gạt người khác, mục đích chính là vì tiền và vì danh. 32. Người bị mất quyền lợi. Thứ nhất, những người từ trước đến nay, họ đem hình tượng Đức Phật ra để làm những việc sai sự thật, dụ dỗ những người non lòng nhẹ dạ nghe theo. Nay, người xem được sách viết về thiền tông học này, họ biết rất tường tận về nhân sinh quan và vũ trụ quan, không tin sai nữa, nên người bày biện trên mất đi những tính chủ. Thứ hai, từ trước đến nay, người tin đạo Phật không đúng nên bị những người có ý lường gạt, họ bày ra đủ thứ chuyện trên đời, cốt yếu là để cho những người nhẹ dạ cả tin theo làm đệ tử mình. Đệ tử đương nhiên phải cung phụng thầy, cung cấp cho thầy, nghe lời những gì mà thầy yêu cầu, vân vân. Nay, những người có duyên đọc được sách thiền tông học này, hiểu lời chỉ dạy của Đức Phật không bị lầm lẫn nữa. Vì vậy, người lường gạt mất đi các đệ tử là những con cừu non ngoan ngoãn, lấy ai làm người hầu kẻ hạ cho họ?